mấy thằng nó tôi không hiểu nổi là nó trước khi nó nói nó có nói chuyện nó có lắp não vô chưa hay nó comment cái gì mà nó một cái đéo biết gì về con người người ta, đéo biết gì về hay là đéo biết gì ngoài đời, cứ comment như thiệt. Má tôi cầu trời bữa nào mẹ tự nhiên cái thằng nhóc nào mà nó lại nó nói trước mặt tôi mà tôi giọng cho đỡ tức. Nó dạy cho nó bài học luôn. Mày. Ôi má con đau chịu e lâu thế. Con này mẹ chắc 1 tỷ năm tôi quýnh lần quá. Con này chắc mẹ. Con này chứ bây giờ quýnh thì phải là gọi là quýnh trên đầu ngón tay không? Quýnh đếm đếm tôi quýnh con này chắc phải trên đầu ngón tay à. Con. Ai da. Thằng này mày mày ủa chọc đau thế thôi ông ơi chọc đau thế cha má lên chọn nó chọn cái muốn xỉu luôn. Ôi, chết mà chưa. Anh cáo vừa gì, anh cáo vừa gì? Đời anh à, đi đâu mày luôn. Mày giỡn với anh à? Mày ăn này nguy hiểm thiệt. Mất cái siêu, mất tóc biến, mất cái siêu luôn. Con này có cái gì thể hiện con này không biết đã đánh không thể hiện được kỹ năng hả mà khó khó khăn khó như này à này cũng kinh quá. Nó donate rồi kìa. Hát đi thùng lì, hát bài về ông nội. Ra làm cái thuốc đi. Hát đi thôn lì. Bài gì còn hỏi hát đi thông lì mà không biết hát bài gì luôn không ghi hay bài gì sao tôi biết hát má cái thằng này nó cống nó khó chịu quá nó đâm liên tục mày 170 máu ừ vậy đi mày mày chạy hộ bố mày cái chạy hộ bố mày cái con cờ hó này đó giờ anh té vào sáu rồi nè giờ mày muốn cái gì dính cái quy một cái là sao mẹ mày ngay nãy giờ mày hành chị hả chị không biết chơi lết cái mày hành chị hả lên tấp với người cái quá trời phát gì vậy. Trời ơi, rồi 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 trận này thôi xong không ổn rồi đại dương ơi cái gì mà nay xuống 4-0 rồi 4-1 rồi tí âm hát bài bài đó sao biết được cái bài đó
ba nó anh sao đâu đủ trình độ hát được em. Yêu cầu mấy bài dễ dễ đi, mấy bài hát thường ngày á, thích bài nào hát bài đó. Tùy âm hát. Em ra này, em ra này. Má con này cũng đi cũng đau lâu quá. Ờ dưới này cũng cái anh nói này. Còn cái anh bỏ này. Ờ thôi về luôn rồi. Về luôn rồi. Ăn xong bài này anh về luôn. À, không hiểu sao mấy ông này yêu cầu tôi quýnh con lút này có cái gì mà quýnh nó mãn nhãn đâu ta. Quýnh không múa được cái gì hết. Tôi quýnh khoái quýnh mấy con múa à. Lút này thì lay game mạnh, nó mới búp cho đồng đội á. Ê cái W này búp cho đồng đội mà. Lấy cái tắt tiếng phú rồi. Cái W này búp cho có tăng tốc độ đánh cho đồng đội rồi, hút máu được không ta? Cái lưu hương lên, cái lưu hương sôi trục á. Má đứng có máu khó chịu thiệt chứ. Bà mẹ nó. Ôi con đau lâu quá. Này nó có máu xa hơn mình nữa. Mẹ mày biết quy lát là gì không? Mày biết cái quy lát là gì không? À. Nó con lết này có delay kill được được là bạn quy lát được nè. Vậy tôi bảo nó con không đánh người ta đâu đó thì ông kia hồi nãy mà hồi nãy yêu cầu quấn con này thì quấn con này thôi chứ sao giờ. Người ta yêu cầu quấn con này nhiều mà, với lại nãy là bạn lỡ donate rồi. Với lại một phần con này lâu lâu rồi tôi cũng ít đánh nữa. Tôi cũng ít đánh nên quánh cho mấy bạn coi. Ăn hành thì mấy bạn đừng có chửi. Thằng kia yếu mà cứ thích đi cướp mà. Làm bay ngay.
lên cứu Riven coi, Riven thọt quá rồi. 65 con. Nói gì vậy? Đố mày này tình ngon năng quá tuyệt vời. Là cú bị bèn này, bèn thọt quá. Hát bài xin lỗi em yêu thì ơi, ok. Hát bài xin lỗi em yêu thì ơi. Xin lỗi em yêu sao à? Đánh xin nha. Xin là con gì? Thôi, hai trăm ngàn là hát là được rồi. Yêu cầu tướng này, tướng là chẳng sao tôi đó. Ôi chết mẹ rồi luôn. Ổn vay bắn chiếc veo là ổn vay 4-0. Phải đây. Ổn má vay về thuê à. Vay đồng nghiệp à. Này quýnh cũng ghê nè. Má trận này chua à. Trận này má tim nó lay mà. Trận này thua nữa rồi. Chuyện này là thấy không 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 không, không khoai rồi đấy. Rừng nát mẹ, ba lan nát luôn, Riven cũng nát luôn, mẹ có mình lan tôi là xanh rồi. À Riven đỡ rồi, rồi Riven nó xanh lại rồi. Về ông ơi. Ôi thủ sẵn biến nè. Chán quá ta. Mẹ xuống đây sao giết được được con này đây. Giết nè. Rồi sao vậy đó, lùi 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 lùi. Má một ba lan thọt luôn, má bốn lan thọt luôn đó, ba lộn ba lan thọt luôn, rừng boss top thọt như vậy sao mà gánh này. Ê sạc nào cũng thọt hết.
Mẹ gặp cái con này tôi không biết chơi, nó không biết tôi có cầm được. Tôi có mẹ hồi tôi quýnh không biết tôi có tác dụng không nữa. Má vậy nè kìa. Làm. Trời ơi má. Toàn tim toàn lay không mà nó xanh nữa. Khó đánh bại đái. Giờ để biết đi đâu luôn. Bảy một tám ba. Ôi, má xem chưa? Đợi mà kéo cho van đợi nó hất nó combo rồi mẹ. Nguyên nổi anh ta. Rồi mấy bạn đừng so sánh vậy. Con này tôi không biết chơi, không quánh chơi, không có chơi, không có kinh nghiệm nhiều đâu. Đánh cho có thôi. Lớn này được không trời? Cái lưu hương siêu sụp đó lên con lốt búp búp cho đồng đội được không ta? Má sao đánh đây? Một cái Baron.
này ghê vãi đái luôn á. Này nè, này với này kệ thê nè, hai thằng mít á, mít nó cũng kinh nữa, mẹ mới vô nó xui, nó bị ngu cái nó thọc. Chết mẹ này, xuống sao bây giờ. Thôi mẹ có chiêu gì đâu chơi. Dạ dạ dạ. Bỏ mẹ rồi. Má nó bắn kìa. Chịu thiệt. Chán quá. Đó, một mình là suốt cân nam. Ôi độ má nó quýnh tan hoang hết vậy. Đó dạ. Toàn lòng quá, toàn là quái vật không vậy? Nó quái vật ít thôi. Chúng mày toàn nuôi quái vật không mà sao chấm? Nó xuất 3 món rồi. Má con này kinh không? Năm con nó kinh không? Đồ. Hôm nay nó thấy quấn kinh vãi đái luôn á. Nó đi với tôi nữa. Mẹ tôi cầm con này tôi đéo làm được gì nữa. Thank you.
Hả, tóc biến là thi sinh mà. Lộn bắn cái. Đau vãi. Mai đi về nó không biết đánh một tí. Hey, nice. Vậy là ok rồi. Rồi lên trường xuyên thôi. Farm boss đó, mình đi vào lưu đây. Dạng này căng quá. Căng như dây đàn. Con này lư hư sụp được không vậy? Nếu được thì mẹ búp đồng đội cũng ngon. Nếu được tại 6 giây búp một cái. Mà búp cho nhiều tia thằng nữa. Nội tại hồi máu và lá trắng của bạn nên lên một tướng đồng minh hả? Một tướng đồng minh rồi hả? Được hả? Được vậy lên ngon chứ mẹ búp cho đồng đội, búp cho mấy thằng đó quýnh. Rồi tính ra con lút này đi sập cũng ngon vậy. À, không phải đi mid rồi xong lên cái lưu hư sôi sụp búp cho tê. Trời ơi má. Vãi đấy. Cứu tao. Trời ơi.
biến không kịp, nó đấm cái sói mà sói chán luôn. Lên lưng hương siêu sụp bút cho đồng đội. Chói từ từ thôi team mình. Cái này mình cứ cho, mình cứ quăng kêu ra đại chúng nào thì mình rờ luôn, mình rờ mình rỉa máu nó luôn. Team nó đâu có hồi phục đâu. AB. Kệ lên đồ hy sinh cho đồng đội đi, mình đam giờ đủ rồi, team nó không lên kháng phép nhiều nè. Này nè, AD cũng vậy nè, có cái đầu thiên ngân nè. Sụp nó cũng lên đam luôn. Đúng mất được nè. Bút cho nguyên team được không ta? Để thử hồi quơ nguyên team coi coi. Mày đó, đi về đâu có hồi phục đâu, team có hồi phục đâu, sao dám combat được. Tôi rờ cái nè, cung đao tôi có 35 giây à. Tôi có blue nó còn 30 giây. Thử đứng chung coi, đứng chung với Riven coi anh quạt thử Phú. Thử đứng xếp hàng coi. Đụng mở thằng khứa này. Được người ta búp. Búp nguyên team được không? Mẹ búp nguyên team vậy, con này búp ngon luôn. Đâu có lớn lương chưa chứ. Ôi trời ơi, má không giết được lớp. Má con sập. Lùa nó, đừng cho nó về. Cho boss bố, cho top bố. Đủ có hai thằng đường luôn kìa, búp cho ai cũng được hết kìa. Ngon thiệt. Cắm quạt lại Phú. Á, tiền đáo căng đít, căng não quá má, căng cái bọc đáy nữa. Đéo được đi đáy luôn nãy giờ. Nó không có vay nè.
Mày về đi. Cứu nó, quất 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 anh ra rồi. Bỏ mẹ nó, hất nó ra. Đó nào. Ở búp cho tôi cũng được, tôi cũng được nữa kìa. Đồ mấy con này bá đạo quá vậy. Rồi mày xong con mẹ mày trong này luôn rồi. Trời ơi má gánh tim quá. Gánh tim quá đi. Gánh tim quá, 1000 mấy AB rồi gánh tim quá. 3 món tốc độ di chuyển không có dài. Điểm mà chạy cũng được 4.6. Chạy lẹ vài. Lẹ vài. Japan với Big Fortune phối hợp ha, hang này hay có dòng họ với nhau vậy nè. Hang này có người quen chung môn phái hay gì đó, thằng úp lòng thằng công ty. Nó úp lòng vô cái nó nhốt hang nói với bộ nó lại. Tìm quá, trận này gánh tìm quá luôn á. Ồ cái W đụng con lết lên cái lưu hương vậy nè, búp nguyên tìm luôn. Mạnh vãi luôn nè, thậm chí búp cho bản thân nữa nè. Hình như phát lại từ nào giờ ông có bao giờ ông thấy tôi quýnh con lết không mà ông nói tôi phát lại. Tôi mệt thiệt chứ. Phát lại giờ coi không? Bây giờ tôi phát lại là coi không? Coi té. Té. Cứ phát lại replay hay là không replay vậy? Bây giờ tôi chiếu replay có coi hay là không? Bộ chiếu replay là đéo coi hả? Không coi thì té lẹ nhắc. Bất cáo mình đang tập trung đánh mà cứ hỏi replay. Tao đẹp mày coi không? Mày không coi thì mày té lẹ. Replay à, replay